Anh ơi, anh cho em hỏi anh một câu nhá. Em hỏi đi. Nếu mà bây giờ em kết hôn với một người khác thì anh sẽ làm gì? Không có đâu. Suốt đời này em sẽ ở bên cạnh anh, chăm sóc và yêu thương anh. Và ngược lại. Ngược lại gì cơ? Tức là em sẽ ở bên cạnh anh, anh cũng sẽ chăm sóc cho em. Anh hứa anh sẽ yêu thương em đến hết suốt cuộc đời này. Anh này, em sắp kết hôn với một người khác rồi. Em xin lỗi, em biết là chuyện này hơi đường đột, nhưng mà em mong anh sẽ thông cảm và hiểu được cho em. Tường San, đợi anh với. Tường San, Tường San, mở cửa đi, nói chuyện với anh. Tường San, đây, lại đây. Sao? Còn gì để nói nữa? Mày với Tường San chia tay rồi cơ mà. Không phải việc của anh, tôi muốn nói chuyện với Tường San. Muốn nói à? Nghe cho kỹ này, Tường San bây giờ chính thức là vợ của tao rồi, và tao là chồng của cô ấy. Mày với Tường San chỉ là quá khứ thôi. Cút về đi. Anh nói cái gì? Chồng sắp cưới á? Tôi không tin. Không tin à? Không tin đấy là việc của anh. Tiệc mời tôi để trên bàn rồi. Đến thì đến, đến tôi phòng trong một bàn nhá. Tường San, Tường San mở cửa đi. Em nói cho anh biết anh sai điều gì. Tường San, em, San, 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 San. Này, làm sao mà mặt ủ rũ thế? Tươi tỉnh cái mặt lên, đang trên đường về nhà gặp bố mẹ tôi đấy. Anh có thể nào cho tôi về nhà được không? Không được. Mà này, cô muốn về bên đấy để làm gì? Tôi muốn về nhà để nói chuyện với gặp bố tôi, trước khi mà qua gặp bố mẹ của anh. Được rồi, mà này, nhớ nhanh lên đấy. Bố mẹ tôi khó tính lắm đấy, làm phần ý ông bà không được đâu. Tôi biết rồi. Bố, con đã bảo với bố bao nhiêu lần rồi là bố không được uống rượu nữa cơ mà. Uống rượu nhiều không có tốt cho sức khỏe. Sao bố không nghe con chứ? San, bố xin lỗi. Bố xin lỗi vì đã liên lụy tới con rồi. Không sao đâu bố ạ. Bây giờ con gái của bố lớn rồi, nhất định là con sẽ giúp bố giải quyết tất cả mọi chuyện. Chỉ tại bố ngu dốt, chứ nếu không thì con đã không phải lấy cậu ta. Lấy tôi thì làm sao? Nhà tôi có điều kiện, thích gì được đấy. Ông phải cảm thấy may mắn khi con gái ông lấy được tôi chứ. Cậu Đức, San nó còn nhỏ, chưa hiểu nhiều chuyện. Về bên nhà nếu có chuyện gì không phải thì cậu phải bảo vệ nó nhá. Bác yên tâm đi, nếu mà ngoan ngoãn thì cái gì cũng có. Hư đốn, tơ tưởng với thằng nào ở ngoài ấy, thì... Cậu cứ yên tâm, con gái tôi nó ngoan lắm. Tốt, mong là như vậy. Thôi, nói chuyện từ nãy đến giờ là đủ rồi, đi về thôi. Thế còn chuyện của tôi? Chuyện đấy á, ông yên tâm đi. Về khoản nợ của ông, tôi sẽ xì xóa. Chào bố vợ. Đi về. Nếu bây giờ em kết hôn với một người khác thì anh sẽ làm gì? Em nghĩ là chúng ta dừng lại ở đây nhá. Em sắp lấy chồng rồi. Tại sao? Rõ ràng là đang yêu nhau. Tại sao cô ấy bảo lấy chồng là lấy chồng cơ chứ? Chẳng lẽ Tưởng San đang lừa mình hay sao? Đây là dự án quan trọng của công ty chúng tôi. Chỉ cần bên nhà thầu các anh có đầy đủ kinh nghiệm và nhân lực thì chúng tôi sẽ cho tham gia đấu thầu. Đừng có đi cửa sau làm gì cho nó phí sức ra. Thế nhá, tôi có việc rồi.
chúng ta nói chuyện sau. Chủ tịch, có phải anh không? Chủ tịch, anh sao thế? Cô ấy bỏ tôi rồi. Có chuyện gì thì anh cứ về công ty đã rồi giải quyết, chứ ngồi ngoài đường như thế này rắc rối lắm. Nhưng mà tại sao? Tại sao cô ấy lại bỏ tôi vào lúc này? Anh đứng dậy đi, để em dìu anh. Vụ này ông có vẻ ăn dày phết nhỉ? Không bình thường, ít đấy mà. Đã được tiền, lại còn cuỗm được cả con gái như người ta, mà còn kêu là ít à? Con này, tôi thấy tôi có để ông thiệt thòi đâu. Vụ này ông cũng ăn dày mà. À, tiền, gấp đôi đấy, đúng như thỏa thuận. Hà Phong có tính toán đấy. Sao rồi? Mục tiêu sắp tới cũng là gì? Công ty FVM chuẩn bị có một dự án lớn bên đấy. Nghe nói là sẽ dốc toàn lực vào đấy đấy. Sáng nay tôi cũng gặp thằng chủ tịch bên đấy. Thời điểm này là thời điểm thích hợp để chúng ta triển khai đấy. Anh vội thế à? Lý do là gì thế? Thằng chủ tịch đấy, người yêu nó là vợ của tôi. Để khi mà nó nghe tin vợ nó sắp cưới, tôi muốn xem cái thảm hại, cái cảm giác nó bị thất bại nó như nào. Ok, vẫn quy tắc cũ. Chủ tịch, cô đi ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình. Anh mà cứ như thế là mọi thứ hỏng bét hết cả đấy. Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Anh nói với tôi câu đấy mà không cảm thấy xấu hổ à? Cuộc đời của tôi còn gì mà phải xấu hổ nữa. Tôi thật sự thất vọng về anh đây. Chỉ là một người phụ nữ thôi mà. Anh không yêu người này thì anh có thể yêu người khác được cơ mà. Đừng nói thêm gì nữa, đi ra ngoài đi. Tôi nói cho anh biết nhá, anh thử tự nhìn lại bản thân mình đi, xem là anh có xứng đáng là chủ của công ty này không? Và anh có xứng đáng là tấm gương tốt để hàng ngàn nhân viên noi theo anh không? Tôi biết hành động vừa rồi của tôi là vô lễ, nhưng mà tôi thà bị đuổi việc còn hơn là làm việc với một kẻ mất lý trí vì đàn bà như anh đấy. Đây là báo cáo toàn bộ năng lực của các nhà thầu đang muốn hợp tác triển khai dự án. Anh xem hay không thì tùy. Còn nữa, tôi đã sắp xếp một buổi gặp trực tiếp với một bên nhà thầu sáng giá nhất rồi. Nếu như anh còn chút lý trí ấy, thì lát nữa đi gặp họ đi. Này, anh định làm gì đấy? Làm những việc người chồng, người vợ hay làm. Này, anh định làm gì tôi đây? Anh đừng có mặt lại gần đây nhá. Đừng hòng mà đụng vào người tôi, tránh xa tôi ra. Tao nói cho mày biết này, giờ mày là vợ của tao rồi, mày phải phục tùng tao, mày hiểu chưa? Anh tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra. Này, mày chạy đi, mày chạy thử tôi xem nào. Tôi nói cho anh biết, đến giờ phút này tôi vẫn không phải là vợ của anh đâu. Nên là tốt nhất anh đừng có mà làm bậy, nếu không là tôi sẽ chết ở đây cho anh xem đấy. Này, có phải mày vẫn còn nhớ nhung thằng đấy đúng không? Đấy là chuyện riêng của tôi. Tao nói cho mày biết này, tao sẽ bắt thằng yêu mày quỳ xuống van xin dưới chân tao, mày hiểu chưa? Rất cảm ơn quý công ty đã để ý đến chúng tôi và cho chúng tôi có một cơ hội được ngồi trực tiếp tại đây để gặp các ngài.
Theo như trong hồ sơ mà bên anh gửi cho chúng tôi thấy có một mục lưu ý là bên anh sẵn sàng để rót thêm vốn để mở rộng đầu tư ạ. Anh có thể nói rõ hơn được không? Tôi đã xem rất kỹ bản dự án của quý công ty và phát hiện ra có một số điểm cần nâng cấp. Tôi đã có lưu ở trong điện thoại để trình bày cho chủ tịch nghe. Ví dụ như điểm này, thay vì xây dựng một khu phức hợp vui chơi cho dân cư trong khu dự án, tại sao chúng ta không biến nơi này thành một khu kinh doanh tổng hợp để thu hút khách VIP ạ? Điểm này, và cả ở đây nữa, thay vì chỗ để chứa phương tiện đi lại, chúng ta có thể biến nó thành một con đường ẩm thực để thúc đẩy kinh doanh, phát triển kinh tế trong khu vực và thuận lợi thu hút người tham quan. Chủ tịch thấy sao ạ? Anh đang đánh giá thấp bộ phận thiết kế bên công ty chúng tôi phải không? Dạ, thực ra thì tôi không có ý đấy đâu ạ. Chỉ là tôi cảm thấy dự án này là một dự án cực kỳ tiềm năng, cho nên tôi rất muốn được hợp tác cùng với cả quý công ty để phát triển và khai thác nó thật tốt ạ. Anh ấy nói cũng đúng đấy ạ. Em thấy anh nên xem xét đi. Anh nghĩ thế nào ạ? Chúng tôi sẽ xem xét lại và thông báo kết quả cho anh sau ạ. Vâng, cảm ơn Chủ tịch Long. Tôi hy vọng sẽ được hợp tác cùng cả quý công ty. Và bây giờ tôi xin phép. Với tất cả những gì anh ấy vừa chỉ, nó hoàn toàn trùng khớp với kế hoạch ban đầu. Nhưng cô biết rồi đấy, với tình hình tài chính hiện tại của công ty, nếu như mở ra quá lớn ấy, e là sẽ gặp nhiều rủi ro đấy. Em cũng thấy như thế. Vẫn là chủ tịch suy nghĩ thấu đáo nhất ạ. Còn chuyện hợp tác với anh ta, cô thấy thế nào? Em nghĩ là anh vẫn nên xem xét ạ. Thôi được, vậy dự án lần này cô đảm nhiệm luôn đi. Thành hay bại do cô quyết định hết nhá. Dạ vâng. À, cô My này, một vài ngày tới tôi sẽ nghỉ. Cô đảm nhiệm mọi công việc ở đây cho tôi nhé. Dạ vâng ạ. Lâu lắm mới gặp ông bạn đấy. Sao, giao anh như nào rồi? Tôi đang chán lắm. Cái gì? Chán á? Một người vừa có sự nghiệp, vừa cả tình yêu như ông mà chán á? Sao? Đầu đuôi như nào? Kể tôi nghe. Tôi và Sang chia tay rồi. Mà tôi cũng không hiểu là tôi và cô ấy chia tay nguyên nhân là gì nữa. Chia tay không rõ nguyên nhân. Cái này lạ đấy. Thế chia tay thì cô ấy không nói câu gì cuối cùng à? Không một lý do gì cả. Chỉ chia tay xong rồi cô ấy bỏ đi thôi. Càng đấy. Nhưng mà tôi thấy cái tình huống này giống trong phim ảnh này. Một là nhân vật nữ gặp một biến cố gia đình nào đấy, cho nên mới nói lời chia tay. Hai là đã chót ngỡ uống nhầm một cơn say nào đấy rồi. Nhưng mà Tường Sát không bao giờ uống rượu cả. Tại sao mình không nghĩ đến cái này? Đúng rồi, cảm ơn bạn. Cảm ơn thằng bạn thông suốt cho tôi nhé. Đúng là dính vào tình yêu khổ thật đấy. Tốt nhất cứ độc thân như mình thì cho lành. Ơi Long đây à, cháu đến đây có việc gì thế? Cháu muốn hỏi bác một chuyện. Bác trả lời thật cho cháu biết nhá. Thì cháu cứ nói đi. Có phải gia đình của bác đang gặp chuyện gì và Tường San chia tay cháu cũng là vì lý do đó không bác? Bác thành thật là xin lỗi cháu vì đã làm hỏng cái chuyện của hai đứa. Nhưng mà bác cũng không còn cách nào khác. Vậy là có chuyện thật rồi. Tường San... Tường San chuẩn bị lấy người khác của bác. Công ty của bác làm ăn nó thất bại. Bác cũng không biết xoay sở ở đâu được. Đành là phải nhờ San nó giúp đỡ. Vậy sự thật là San chuẩn bị lấy người khác hả bác?
Tại sao bác không nói cho cháu biết? Cháu có thể giúp bác được mà. Bác, cháu đã giúp bác nhiều rồi. Bác không thể nào. Nhưng bác có biết là bác làm như vậy, Tường San rất buồn không bác? Còn tương lai sau này của San nữa. Cuộc sống của San tốt hơn nếu như cô ấy sống với tao. Tường San, em về với anh đi. Anh sẽ giúp bố em được mà. Này, mày nên nhớ, San bây giờ là vợ của tao rồi. Bớt làm mấy cái động tay chân lại đi. Nếu không ấy. Nếu không thì sao? Anh có giỏi ấy, đấu tay đôi với tôi đi. Anh tưởng tôi sợ anh à? Yên tâm đi. Rồi một ngày nào đấy mà phải quỳ dưới chân tao thôi. Bố vợ, bố tiện khách được rồi đấy ạ. Long ạ, bác nghĩ là cháu nên về đi. Rồi chuyện của San như thế là đã kết thúc rồi. Đừng có làm cho hai bên phải khó xử. Tưởng San, em nói gì đi chứ? Này, mày có bị điếc không? Mày có tin tao gọi người đến đưa mày về không hả? Tôi nói cho anh biết này, nhất định tôi sẽ không để cho Tường San lấy anh đâu. Bác, cháu sẽ giúp bác trả nợ. Này, biết bao nhiêu mà trả? 1 triệu đô đấy. Đi vào. Tôi ngồi được chứ? Được chứ, mời giám đốc. Sao? Hôm nay anh hẹn tôi ra đây có việc gì? Cũng chẳng có việc gì. Chỉ là tôi mới có một khoảnh khắc riêng tư của hai người thôi. Thả thính sai người. Và cũng sai luôn cả thời điểm rồi đấy. Anh Cao này, không biết là tôi nên gọi anh là giám đốc, là chủ tịch hay là trưởng phòng của công ty Vivu, ABC hay là Brother nhỉ? Tôi không hiểu ý của giám đốc My đây đang nói là gì nhỉ? Thôi, anh cứ bỏ cái bộ mặt giả tạo đấy của anh đi. Hồ sơ của anh và cả đồng bọn của anh ý, tôi đã sớm đọc thuộc cả rồi. Lần trước ý, ăn tiền của công ty Đa Gia, chắc là anh cũng kiếm được một khoản kha khá đấy nhỉ? Sao cô biết? Thương trường thì là chiến trường. Mà đã là chiến trường ý, thì đương nhiên là phải có tai mắt rồi, có đúng không? Mục tiêu lần này là công ty của tôi. Sao? Anh muốn chơi kiểu gì nào? Ý cô là sao? Anh muốn tiền hay là muốn quyền? Hóa ra là vậy. Lý do mà cô giúp tôi che giấu thân phận rồi nói đỡ trước mặt chủ tịch Long là đều có toan tính. Cô nói đi, muốn nhập bọn à? Không, tôi đi một mình quen rồi. Alo, chủ tịch ạ? Dạ vâng, em về ngay ạ. Hôm nay chúng ta nói đến đây thôi. Mời vào. Chủ tịch, có chuyện gì thế ạ? Cô cho người điều tra gấp. Tất cả mọi cuộc làm ăn diễn ra trong công ty Đa Gia nhé. Nhưng mà chuyện nội bộ của bên khác mình khó điều tra lắm ạ. Khó đến mấy cũng phải thực hiện. Việc này rất quan trọng của tôi đấy. Anh nghi ngờ ai rồi ạ? Không phải là nghi ngờ, mà là chắc chắn. Nhưng chúng ta cần phải thêm bằng chứng đã. Cô có biết giám đốc công ty AB không? Theo như trong hồ sơ mình điều tra được, giám đốc sở hữu công ty đấy thì là Đức, cùng nằm trong hội lừa đảo với tên Cao. Nguyễn Hoàng Đức hiện đang là tổng giám đốc của công ty AB và đồng thời cũng là chủ mưu của vụ chiếm đoạt tiền công ty Đa Gia khiến cho công ty này phá sản ạ. Tại sao cô lại biết chuyện này? Chết rồi, mình sơ suất quá. À, dạ, em cũng chỉ vừa nghe tin qua một người bạn của em thôi ạ. Khốn nạn, tôi biết ngay mà. Mi, dạy tình hình tài chính công ty chúng ta thế nào rồi? Anh muốn trả nợ cho bên họ à? Đúng rồi. Thực ra là công ty Đa Gia ấy, là công ty gia đình người yêu tôi. Cô ấy vì giúp bố cô ấy trả nợ mà cô ấy chia tay với tôi đấy. Chuyện này càng ngày càng hay rồi đây. Đúng là trời giúp mình rồi.
Thật ra thì nguồn tiền của công ty chúng ta cũng không còn nhiều nữa, bởi vì đã chuyển cọc hết cho các bên rồi ạ. À, em có ý này. Hay là bây giờ chúng ta cứ lấy tiền của nhà đầu tư hôm trước, sau đó thì chúng ta sẽ bù vào sau, có được không ạ? Không được đâu. Đó là tiền của người ta, nhỡ chẳng may. Không sao đâu ạ, tiền đâu có biết nói đâu ạ. Thôi được, làm theo ý của cô đi. Đây là toàn bộ số tiền mà bố của San đã nợ anh. Anh hãy cầm lấy rồi bước ra khỏi cuộc đời của cô ấy đi. Nặng quá nhỉ. Bản lĩnh đấy, cầm một số tiền lớn này đi mua một thân con gái. Hơn nữa tao với nó lại còn... Đừng có mà nói bừa. Thôi trêu tí thôi, gì mà căng thế. Ông già, quyết định bây giờ là quyền của ông đấy. Tôi đồng ý. Chả đồng ý. Có thằng con rể cưng thế cơ mà. Thôi, chắc chuyện này tao biết hết rồi. Xin phép gia đình, tao về trước nhá. Khoan đã. Tiền tôi đã trả, ít nhất cũng phải có chữ ký xác nhận chứ. Chắc cú phết được. Được. Sao? Giờ ta cầm tiền đi được chưa? Tôi cũng không chắc đâu. Nhưng sau này anh hãy làm người có bản lĩnh một chút. Đừng đi lừa gạt người khác. Hèn hạ lắm. Rồi cũng đến lượt mày thôi. Chào anh Đức. Chúng tôi đã có lệnh bắt anh vì có liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mời anh về cơ quan điều tra để phối hợp làm rõ sự việc. Rồi. Thằng chó này, mày dám chơi tao à? Tôi đã nói với anh rồi, tôi không chắc là anh có thể về nhà mà. Thời gian mà anh trả giá cho những tội ác mà anh gây ra khá lâu đấy. Cố gắng mà thay đổi bản thân đi. Mời anh theo chúng tôi. Này, chuyện này không dễ dàng kết thúc như vậy đâu. Mọi chuyện kết thúc rồi.